Xin chào cô chú anh chị mình nha. Thì hôm nay là cái quy trình mình làm gan ruột tốt nhất có thể để sang qua cái môi trường mới của cô chú anh chị mình ha. Thì tôm này là nó cũng là tầm 23 24 ngày gì đó. Thì cái môi trường nước nó rất là tốt cô chú anh chị mình. Mình bổ sung khoáng chất này nọ, những cái dinh dưỡng gì đó cần thiết cho tôm. Thì em hứa là em nói bữa em nói là để làm cái gan ruột với lại chơi vỏ tôm của mình là tốt nhất có thể cô chú anh chị mình. Thì bây giờ tụi em tiến hành sang qua cô chú anh chị mình. Thì cũng làm cái dây video yếu ngắn ngắn cho cô chú anh chị mình xem và trải nghiệm nha. Thì để cô chú anh chị mình xem tôm mình nó tốt như nó như thế nào thì cô chú anh chị mình sẽ xem vào cái video để em quay thực tế nhất cho cô chú anh chị mình xem vào cái bộ đôi gan ruột và coi nó có hiệu quả không cô chú anh chị mình nha. Thì để coi cái trước tiên là có môi trường nước của chú anh chị mình thấy rất là tuyệt vời nha, nước rất là đẹp nha, mỡ nước nhẹ bọt tan. Đó, màu nước rất là đẹp cô chú anh chị mình. Ở đây em tiến hành là em giải thích âm nhữ, em bỏ lú á, nói chung là em sang bằng lú của chú anh chị mình đó. Thì sang qua như vậy là bữa đầu này đó là em sang từ sáng cho đến 6 giờ cho đến khoảng 19 giờ mấy 10 giờ của chú anh chị mình thì em ngừng được. Ngày mai em sang tiếp của chú anh chị mình ha. Thì cô chú anh chị mình nhớ đón xem nha. Thì tôm nó phát triển mạnh khỏe như thế nào đó thì cô chú anh chị mình nhớ ủng hộ cho một đăng ký và một lượt thích của chính chị mình. Thì đó mình kéo qua tại tôm này nó tầm 600 con của chính chị mình, hai mấy ngày nó tầm 600 con. Thì để cô chú anh chị mình xem coi nó, chúng mình sẽ soi vào gan ruột rồi cho cô chú anh chị mình xem để em coi cái bộ đôi sản phẩm thảo dược siêu sở dược này nó ăn như thế nào của chính chị mình và cái môi trường men núm đồ này nọ đó, cái xử lý môi trường nước mình, cái màu tảo coi nó có ok hay không đó. Thì trước khi xử lý này quýnh cũng quýnh hỗ trợ làm nước này cho nó tốt nhất có thể, khi để chi để cho tôm mình nó cứng khỏe thì mình sang ra thì nó không bị trắng mình rồi nữa, công thân trắng cơ đồ của chính chị mình đó. Bây giờ tiến hành xả ra nè ha, thì môi trường nước của chú anh chị thấy rất là ok nha, đó là mà mang đúng xử lý cho tốt, tôm rất là khỏe nha. Đó, thả xuống nó bụng của giáo luôn thì bóc nha. Thì nước của chú anh chị mình thấy rất là ok, nhẹ nước. Cái này thì em cũng quýnh ngừa núng đồng tiền và cấy vi sinh được rồi, ngang núng thì cũng đánh trước rồi hết cô chú anh chị mình. Nói chung mình làm sang qua làm sang hết qua luôn chứ không có chừa nha. Thì em vệ sinh cái ao bên kia em làm ao lắng, có thể là em canh em mương lại tiếp. Thì để coi tôm nó chút em sẽ view tôm cho cô chú anh chị mình xem nha. Em bỏ vô cái thao á, em sẽ view cận cảnh nhất cho cô chú anh chị mình xem cái gan ruột nó như thế nào cô chú anh chị mình. Thì tiếng nó đang tiến hành thì nói chung là mấy anh em là sang đơn giản bằng cái lú của chú anh chị mình. Bây giờ thầy giải thích cái cho tôm nó ăn sang qua. Thì đây là cái khuôn viên quen thuộc ở môi trường nước của chú anh chị ơi, nhẹ sạch bóng luôn đó, nước rất là sạch luôn, sạch còn cũng như là mình nói là như ao bạc luôn đó cô chú anh chị mình ha. Đó, nước rất là đẹp, nhẹ nước nha, rất là tơi nước luôn á. Thì mình giải với thức cái mình nó sẽ tự động nó sẽ vào của chương trình mình. Thì cái ao bên đây là em sang và em có bữa em nói đó là ăn cái bộ đôi đó để sang qua và để em quay cận cảnh lại cho cô chương trình mình xem cái tôm nó đẹp xuất sắc như thế nào của chương trình mình. Thì để đánh giá cái bộ đôi này có hiệu quả hay không của chương trình mình ha. Thì mình làm mình bổ sung như khoáng chất này nọ, những chất này nọ. Thì cái này em xả khoáng hỗ trợ cho nó cô chú anh chị mình. Nói chung là kiềm pH luôn, nói chung là nồng độ chỉ số môi trường mình nó đã đủ hết rồi. Thì khi mình sang qua tôm nó sẽ lọt. Thì mình hỗ trợ như tôm này cái sung nó ghê lắm cô chú anh chị mình, sang qua là nó bỏ nhữ thức là thấy nó vô nhá nó ăn luôn á cô chú anh chị mình. Đó, cái này xả khoáng của chú anh chị mình ha. Xả khoáng. Thì để chút xíu nữa em sẽ view cái tôm bỏ vô cái thao á, em đưa cho cô chú chị mình xem. Tùy tôm rất là đẹp, gan ruột đều màu đồng màu và vỏ tôm rồi chắc khỏe lắm cô chú chị mình, không có con nào mà bị trắng cơ đục cơ được hết đó. Thì để cô chú chị mình đánh giá coi cái sức khỏe nó tốt nhất cô chú chị mình ha. Thì
Nói chung là cái môi trường nó sẽ quyết định là mình thành công hay không thành công là cái môi trường của chúng chim. Thì cái này xả khoáng, cái này em quýnh khoáng hỗ trợ cho nó, tại vì mà khi mình sang qua mình hỗ trợ khoáng chất để cho cô nó có cái chất nó để làm vỏ ha, như canxi magie này nọ thì em cũng đã hỗ trợ hết rồi. Màu nước rất là đẹp luôn, hồi nó nhẹ. Thì sang qua cái ao này là cái ao lưới của chú anh chị mình nha, cô nhớ cho cô chú anh chị mình nhớ nha, cái ao này là cái ao lưới nha. Đó. Và sang thì em cũng sẽ vô máy luôn cô chú anh chị mình, vô máy cho tôm nó ăn máy luôn nha. Thì bắt đầu chiều là em sẽ vô máy là cho nó ăn nhẹ nhẹ xương xương cho nó. Đó thì tiếp tục củ sậu ra, thì nó vô cũng nhiều lắm, một cái lú như vậy nó vô cũng khoảng là cỡ 3 kg hoặc 2 kg mấy của chú anh chị mình. Thì tôm cái nó là khoảng 600 con của chú anh chị mình ha. Đó, thì ao này sang kéo ao này. Đó, màu nước nói chung là còn có vấn đề thì núm đồng tiền thôi, nó thì cực đỉnh nha, mình hiệu quả luôn đấy. Rồi em sẽ đổ vô cho sâu cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó. Cô chú anh chị em mình thấy một trầu gan dù cô thấy mình nó đều nó gắt, khi mình lên cái thao về mình lú qua mà tôm nó vẫn khỏe mạnh nè, thì em nói là làm tốt nhất có thể mà. Thì tôm mình cái gan với ruột nói chung là nó rất là sắc nét hơn cô chú anh chị mình, nói chung là đẹp chuẩn gọi là từ cm ha. Gan một mấy màu gan luôn. Đó. Ruột thì một màu ruột luôn của chú anh chị mà, không con nào nó gọi là chống được ruột hết nha. Con nào như con nấy của chú anh chị mà. Thì mình làm tốt nhất có thể như vậy mình sang qua cái tỷ lệ thành công nó đạt rất là cao của chú anh chị mà. Tại vì khi mà cái giống tốt mà đến với những người nuôi tốt đó, thì nó sẽ tốt cho cái những người cho người ta. Còn ví dụ những cô chú anh chị mình làm nó không được tốt á, còn khi nó mình ta thất bại thì tội nghiệp cũng rất là tội nghiệp cho nhà mà bên nhà giống ha. Đó, thì giống của chú anh chị mình thấy không, cái sức đề kháng là con giống này cũng rất là tốt nha. Môi trường ao này thì mình sang qua bên ao bên này đó, nó cặp kè của chú anh chị mình đã màu nước rồi đó. Thì tại sao thì em nói về môi trường nó là như vậy, vấn đề vậy ha. Đó. Còn gan ruột rồi cô chú anh chị mình xem đánh giá bộ đôi nó có hiệu quả không. Đó thì em không có chưa, em cũng rồi là nói chung là cũng ép khuẩn sai về sổ ký sinh trùng rồi cô chú anh chị mình, thì em cũng ép khuẩn rồi, nói chung là cũng ăn theo cái chu kỳ luôn đó. Thì cái gan ruột bộ đôi này thì nói chung là thành phần là nó gọi là siêu thảo dược cô chú anh chị mình ha, rất là đẹp. Tôm của chú anh chị mình thấy không, cái vỏ con tôm của mình và cái thịt con tôm của mình nó rất là trong nha, nó trong nó đẹp lắm cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị mình canh mình thay xem vỏ và đánh giá nó đẹp như thế nào của chú anh chị mình nha. Tôm rất là xuất sắc luôn, tôm mình nó đẹp. Thì để cho cô chú anh chị mình xem, nói chung là tôm nó tốt nhất, gan rất là nó sáng ha, mình nhìn rất là rõ luôn, nó không có mờ, không có lúc nào mà bị mờ gan hết cô chú anh chị mình. Tôm rất là tốt luôn. Đó, để cô chú anh chị mình xem và đánh giá và cảm nhận nha. Thì nhớ thương thì ủng hộ cho một đăng ký một like của chú anh chị mình ha. Thì nói chung thì em cũng cố gắng, anh em mình ủng hộ nhiều thì em cố gắng em sẽ làm video nhiều hơn cho cô chú anh chị mình xem. Cô chú anh chị mình xem đi, gan ruột màu sắc tốt con tôm mình rất đẹp, gọi là chuẩn của chuẩn luôn cô chú anh chị mình. Thì cái này là mình nói là cái bộ đôi gan ruột hồi đầu tới giờ của chú anh chị mình ha. Hồi đầu là cái ao này thư em ương là em cho ăn đó cô chú anh chị mình, và xem đánh giá nha. Rồi con giống đồ này nọ đó thì cô chú anh chị mình xem mình đánh giá rồi cái độ chất lượng nó như thế nào. Thì em chia sẻ ví dụ tại bên sang tôm thì em sẽ làm vấn đề về sang tôm của chú anh chị mình nha. Đó thì trong quá trình nuôi thì em sẽ làm cái gì đó thì em sẽ qua view cho cô chú anh chị em theo dõi đàn tôm. Thì cô chú mong cô chú anh chị mình theo dõi cái bài này, cái bài 23 này để anh chi để mình coi cái bộ đôi gan ruột coi nó có thật sự tốt hay không của chú anh chị mình nha, và xử lý cái núm đồng tiền mình có phải triệt để hay không của chú anh chị mình. Đó, già xả già già như một đầu lú của cô chú mình thấy nó rất là nhiều nha, cái này khoảng là từ 3-4 kg á, qua cái là quá trời tôm rất là khỏe. Khi mình buông xuống đầu là cô chú anh chị mình xem nó lạnh chầm hết gan ruột của chú anh chị mình thấy rất là đẹp, rất là đẹp luôn của chú anh chị mình, xuất sắc luôn nha. Đó, thì tôm là nhà là của chú anh chị mình thấy
rất là ok của chương trình này nè, rất là tuyệt vời luôn. Gan nói chung là nó chương trình mình thấy gan nó rất là đẹp nha. Ruột nói chung là rậu rõ 2-3 ngày mà như vậy là thôi đỉnh của đỉnh nha. Không có con nào mà gọi mà chống mình này nọ hết, thì mình bổ sung tốt nhất có thể để mình sang qua cho nó cái tỷ lệ nó hao đồ con rồi đó, nó rất là tốt, nó không có bị trắng cơ đụng thân rồi đó. Thì với cái vấn đề này cô chú anh chị mình cứ qua cái Zalo kết bạn anh em cùng nhau chia sẻ nha. Cô chú anh chị mình thấy không, tôm nó rất là khỏe và lành ha, thì nó dài chút xíu vậy cô thấy mà yếu phân rất là nhiều. Thì cái này cái đầu là ăn mà nó ăn được cái là qua môi trường mới nữa thì nó lớn thì thôi, nói chung là mẻ này em bảo đảm tôi với anh chị mình lớn tốc độ, rất là tốc độ luôn, tôm rất là khỏe luôn, thấy chưa? Em lúc mà nãy em để nãy giờ luôn đó mà cô chú anh chị mình thấy không, tôm mình không có con nào nó gọi là nó bị trắng cơ đồ hết cô chú anh chị mà cũng hơi đỏ quá xuất sắc, tôm rất là đẹp nha. Đó, thì trong quá trình như thế nào đó thì mong cô chú anh chị mình thương và ủng hộ nha. Thì rồi thì em sẽ làm cái video ngắn thôi để gửi đến cô chú anh chị mình và luôn ở lời chúc cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe nha, và thương ủng hộ đăng ký kênh cho hai anh em mình có nhiều cái động lực hơn nữa. Thì một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều, luôn ủng hộ cho hai anh em mình nha. Thì để cố gắng làm nhiều video tốt hơn, xin chào tạm biệt nha.